Chào mừng các bạn đến với hai đội Mỹ Xuyên và Úc Lâm. Điểm Mỹ Xuyên 1-0. Em để sức vô bánh chanh thôi anh Tâm. Bóng ngoài. 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 Bảo chơi kìa ba kìa. Chiều mày anh Sáu mày chửi mày rồi đó. Anh Sáu mày chửi mày rồi đó. 2-0. Bóng còn. Bóng tốt. 3-0. Ai vậy? Thằng cơ động. Thằng cơ động. Cơ động cho về nhà. Bóng tốt. 4-2. Không còn. Quá tốt. 5-2. Bóng không thắng lưới. Quá hay rồi, chéo sang quá hay. Bóng có. Dễ. Điểm 9-4. Dây rồi, chúng ta dây rồi. Dây
Bóng còn thủ tốt ơi. Đáp. Quá tốt các bạn ơi. Quá hay ơi. Bóng tốt. Quá chê ơi, trời ơi. Quá uy lực các bạn ơi. Điểm tốt nha các bạn. Điểm coi. Ghê cắn vậy, chơi cuối ghê cắn vậy. Bỏ bóng tốt, kết thúc xếp 1. Đem Mỹ Xuyên tạm dứt 1-0. Phải rồi, kêu gì đúng rồi. Lưới. Điểm 1-0 cho Mỹ Xuyên. Lưới chịu đâu, chịu lưới áo. Bỏ bóng tốt. Bóng cỏ lưới luôn. Đổi điểm Úc Lâm 1-2.
Điểm 2 đều. Điểm 3-2. Điểm tiếp 3-2 nha các bạn. Ôi mình lọc quá rồi. Điểm bén à. Điểm bén à. Còn không? Không còn. Bỏ bóng tốt. 4-2. Bóng tốt. Anh Tâm ơi, anh muốn qua đây luôn, anh nhìn hoài vậy. Qua luôn đi. Không nói gì, qua đây nói nè. Nhìn hoài. Số 4 luôn. Bóng không thăng lưới. Bánh đăng cho chị. Bay ra ngoài. Chỉ về luôn á nhờ. Rồi quánh em giữa được chưa? Quánh đây cao không có đâu. Bài của nó tên quánh được. Đi luôn. Đỡ bóng ngoài. Bóng ngoài luôn. Cái gì em lấy cái chân đó. Ngoài nữa. Bóng còn. Trống trắng. Chẳng muốn tốt nha các bạn. Thôi nhường cho Tâm. Quá đẹp quá trời. Anh Tâm là anh ăn cái gì không? Đập bóng tốt. 13-7. Tao ơi tao rồi. Wow. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Bảo ngoài 14/7. Tập bóng tốt, đổi điểm 8-14. Tập bóng tốt, kết thúc. Hai đội hòa nhau 1-1. Set 3. Set 3 giữa Mỹ Xuyên và Úc Lâm. Điểm 1-0 cho Mỹ Xuyên. Thủ tốt rồi. Lại làm gì? Thái bị ăn lại. Hay quá. Tập bóng tốt. Phải như vậy. Tạ thương á, biểu đánh giải cho cầm đó, tạ thương. Rồi anh ta cái là sao được. Rồi thua luôn. Bỏ bóng tốt. Điểm 1-2. Chắn bóng tốt. Hai đều cho Úc Lâm. Đụng là chạm với nó lại. Rồi chạm mình nữa. Áo xanh nha. Bóng phân lưới. Tập bóng tốt, đội điểm 3-5. Tập bóng tốt, đổi sân. Điểm tốt cho Mỹ Xuyên. Quá hay vậy. Trời ơi. Quá tiếc rồi. Đập bóng tốt. Yeah.
chính phố. Đặt bóng tốt, 14. Điểm cuối. Đặt bóng tốt, tới điểm 5-10. Bỏ bóng tốt 6-10. Đá bóng tốt kết thúc trận đấu, Mỹ Thiên thắng chung cuộc 2-1.